an minh, sức tâm hương, sức an nhiên, sức rạng đông. Cô tu nữ Tham Má Cha Rí, cô tu nữ Phúc Hạnh đã hoan hỷ lên ông bài. Và bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới, câu pháp cú kinh số 362. Trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Dạ, cảm ơn Minh Phát Thanh Á cho bài học. Nam mô Bích Hà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng khi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả ta đời thừa ân phổ cập, đám mưa hành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, trước khi con thỉnh Đại Đức Minh Mẫn lên thuyết giảng bài học ngày hôm nay, con xin sám hối với sư. Nếu một chút mà sư thấy cuộc gọi nhở của con thì sư khỏi có phải gọi lời. Lý do con thấy sư chưa vào đạo tràng nên con vừa bấm gọi thì con đã thấy sư vào đạo tràng rồi. Dạ, nên sư hoan hỷ cho con ạ. Dạ, Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, dạ. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng điều sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 362. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Sa thú lành thai kính tri ân Sít Nhật Quỳnh. Quý vị nghe hơi nhỏ ha. Cái máy này nó ngộ quá. Mình không có xài ra, mình để vậy cái đó là nó trở lại cái trạng thái balance, nó trở lại cái trạng thái 50-50. Mỗi một lần mà chúng tôi nói chuyện vậy đó là phải chỉnh nó lên một lần. Rồi 5 hay 10 phút sau vậy đó phải chỉnh lên lại thêm một lần nữa. Thì xài nó mới được. Và sau khi tắt máy xong đó thì ngày mai cũng khi mà khởi động xài lại đó cũng phải chỉnh lại. Mình cũng không biết ra làm sao đây. Yeah, quý vị nghe rõ. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh,
cùng chư tôn đức tăng hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học câu kệ pháp cú số 362. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng. Đoạn 1 của câu kệ: Hatha sang yato pa da sang yato. Đoạn thứ hai: Wa cha sang yato sang yatutamo. Wa cha sang yato sang yatutamo. Đoạn thứ ba: Achattarato samahito. Đoạn thứ tư: Eko santusito tata mahu fikung. Eko santusito tata mahu fikung. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của bốn đoạn này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên hatha sanyato. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, hatha là cánh tay. Sanyato. Sanyato đây là một cái quá khứ phân từ. Một cái quá khứ phân từ nó giống như là một cái gerund ở tiếng Anh vậy đó, xin thưa quý vị. Và ở đây chia theo chủ cách. Thì mình ngầm hiểu là nói về người. Hatha là cánh tay, Sanyato là người kiểm soát hay là người chế ngự. Người kiểm soát hay là người chế ngự. Hatha Sanyato là người chế ngự cánh tay, hay là người kiểm soát được cánh tay. Từ thứ hai, Pada Sanyato. Pada Hatha cánh tay, thì Pada là cái chân hay là bàn chân. Mà mình dịch cái chân đó thì nó rộng hơn là cái bàn chân. Cái bàn chân ấy mình hiểu là đôi khi chỉ có cái khúc ở dưới thôi. Mà mình dịch cái chân đó thì mình hiểu là nguyên cả cái chân. Có khi mình đá người ta đó là bằng cái bàn chân, mà cũng có khi là bằng ống quyển. Thành ra pa đá mình dịch là cái chân. Pa đá sang giá tô là người kiềm chế hay là chế ngự hay là kiểm soát cái chân. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy cũng có hai từ. Từ đầu tiên qua cha sang giá tô. Đây cũng là một hợp từ qua cha cộng với là sang giá tô. Qua cha là lời nói. Thành ra qua cha sang giá tô là người kiểm soát nè, chế ngự nè, gìn giữ lời nói. Từ thứ hai, sang giá tút tá mô. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, sang giá tá cộng với là út tá mô. Thì đi theo mạch văn á, hát thá là tay nè, pa đá là chân. Con người của mình có bốn phần là đầu, mình, tay, chân. Cho nên chữ Uttamo ở đây đó, Uttamo ở đây thì nghĩa đen đó là cao quý cao. Thì trong cái con người của mình cái mà cao nhất chính là cái đầu. Giờ ở trong chú giải đó thì chữ Uttamo này là chỉ cho đầu mình. Đầu mình. Thành ra sang giá tút tá mô đó
là người chế ngự kiểm soát được cái động, đầu mình. À, Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài cũng dịch là đồng, cái đồng. À, chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên eco. Eco là một mình, hay là độc. Độc thân dạ. Một mình hay là độc thân. Chúng ta bước sang đoạn dạ dạ. Đoạn thứ ba dạ. Đoạn ba chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên achatarato. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Achatta cộng với là rato. Achatta là bên trong, nội. Còn rato là sự thỏa thích, sự hài lòng, sự thỏa mãn. Sự thỏa thích, hài lòng, thỏa mãn bên trong. Từ thứ hai, Samahito là định tĩnh hay là định tâm. Thì chữ Samahito ở đây đó cũng là một cái quá khứ phân từ. Thành ra đó là mình dịch là người. Và nguyên cả cái hợp từ Achatarato Samahito đó là người có định tâm ha. Thỏa thích ha. Nội tâm. Người định tĩnh, định tâm ha. Thỏa thích hay là hài lòng, nội tâm ha. Ngài Hòa Thượng Minh Châu, Ngài dịch đó là vui thích nội thiền định. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư có bốn từ. Từ đầu tiên eco. Eco là số một. Ở đây dịch là độc thân. Từ thứ hai santusito. Santusita đó là tri túc, mà Santusito là người tri túc. Độc thân tri túc. Từ thứ ba, Tamahu. Đây là một hợp từ mình tách ra tăng cộng với là ahu. Tăng là người ấy, vị ấy. Ahu. Ahu có nghĩa gọi là. Phích khung là tỳ khú. Xin thưa với quý vị cái câu kệ pháp cú số 362 này nè. Văn dịch kệ năm chữ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu đó, chúng tôi thấy rất là hay và rất là sát rồi, sát với văn xuôi á. Thành ra đó là chúng tôi xin thôi không có được dịch văn xuôi nữa, mà căn cứ vào cái bản dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu luôn. Ngài Hòa Thượng Minh Châu Ngài dịch đó là người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Quý vị đọc thấy rất là sát với văn,
văn Bali đó. Và như vậy thì đã quá hay rồi, thành ra thôi chúng tôi xin không có được dịch ra văn xuôi nữa. Dạ, kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để cho bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và chiết nghĩa từ vựng của câu kệ Pháp Cú số 362. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào phần 2 và phần 3 của câu. Namu tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namu tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namu tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namattu ratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Rum Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, câu kệ Pháp Cú số 362 nằm trong phẩm Thiết Cú Quắc Gá được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Tâu Á Ná, đề cập đến vị tỳ kheo giết con chim hạc. Vào thời kỳ Đức Phật còn tại thiền, ở trong thành Sawatthi có hai anh thiện nam. Sau khi được nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn, hai anh thiện nam này mới xin đi xuất gia vào trong giáo pháp của Ngài. Và hai người thiện nam này bây giờ trở thành hai vị tỳ kheo và thường đi chung với nhau. Một lần nọ, hai vị đi đến bờ sông Chirawati để mà tắm. Thì sau khi tắm xong rồi, đang đứng cho khô khô người thì vừa đứng đợi cho khô thì họ vừa đàm đạo với nhau. Thì khi đó ở trên không trung đó có hai con chim hạc ngang qua, và một trong hai vị tỳ kheo đó lượm một cái viên sỏi và nói với cái vị tỳ kheo kia rằng: này hiền giả, nếu muốn tôi có thể búng cái viên sỏi này trúng con mắt của con hạc. Thì cái vị tỳ kheo kia nó mới nói: này hiền giả ơi, không có thể nào búng trúng được đâu. Cái vị đó mới nói đó là: tôi búng trúng cái con mắt kia. Thì vị này mới nói đó là dù mắt nào đi nữa đó thì hiện giả cũng không có thể nào búng trúng được đâu, bởi vì cái con hạc đó nó đang bay ở trên trời, bay cao cho làm sao búng trúng được. Cái vị kia mới nói đó là: vậy thì hiện giả hay xem đấy. Bắt đầu đó là vị đó mới búng cái viên sỏi. Viên sỏi đó lao vào không trung về phía đuôi của con hạc. Con hạc đang bay nghe có cái tiếng động ở phía sau, cho nên nó quay đầu lại. Thì ngay khi đó đó, vị tỳ kheo này là lượm một cái viên sỏi khác và búng. Búng trúng ngay vào mắt của con hạc.
Như vậy thì chúng ta thấy đó là cái vị tỳ kheo này cũng rất là thiện xảo trong cái việc bún sỏi. Và con hạt bị viên sỏi trúng vào con mắt của mình, cho nên đó là đau đớn, thét lên, co quắp, người rớt xuống tức là chết. Thì lúc bấy giờ đó, chư tỳ kheo mà thanh tịnh thiểu dục, có giới hạnh tâm, có tu tập, có tàm có quý, thì liền quở trách cái gì tỳ kheo kia, nói rằng này hiền giả, hiền giả xuất gia mà lại sát sanh như thế đó thì không có xứng với người tu lắm. Khiển trách xong, bắt đầu các vị tỳ kheo này đó mới đem cái sự việc mét lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn này mới kêu cái vị tỳ kheo kia tới và hỏi: này tỳ kheo, có thật chăng ngươi đã búng sỏi sát hại con hạt? Thì cái vị tỳ kheo đó mới trả lời là: bạch ngài, con có thật chuyện đó. Đức Thế Tôn ngài mới dạy tiếp là: này tỳ kheo, ngươi đã xuất gia trong giáo pháp thanh tịnh của Đấng Như Lai là con đường đưa đến chúng sinh thoát khổ. Tại sao, hỡi kẻ rỗng không kia, tại sao ngươi lại làm như thế? Quở trách vậy xong, cái Đức Thế Tôn ngài mới dạy tiếp, ngài dạy chúng chung rồi nói: này các tỳ kheo, các ngươi xuất gia ở trong giáo pháp của Đức Phật như ta đây nè, mà còn sát sanh ha, còn tạo nghiệp bất xứng đó, thì thật là không xứng đáng. Lẽ thường vị tỳ kheo nên tự điều chế tay chân và lời nói. Dạy như vậy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ 362: Thất đắc sanh gia tô, pa đắc sanh gia tô, qua cha sanh gia tô, sanh gia tu tam mô, Achata ra tô samahito, eko santu sito tam ta ma hữu phích. Và câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: người chế ngự tay chân, chế ngự lời và đầu, vui thích nội thiền định, độc thân biết vừa đủ, thật xứng gọi tỳ kheo. Đồng thời có bản dịch của ngài Hòa thượng Giới Đức: tay chân đã chế ngự rồi, thu thúc tâm ý nói lời chánh chơn, vui thích thiền định cô đơn, tri túc tự tại biết ơn mọi người, đến đi chẳng dính bụi đời, sống được như vậy rạng ngời tỳ kheo. Và đây là hai bản dịch, hai phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật ngài dạy. Câu kệ này nằm trong phẩm Tỳ Kheo Tiết Khú Quát Đát. Vậy xin hỏi bà con, chứ Tỳ Kheo là gì? Tỳ Kheo đó có rất là nhiều nghĩa, xin thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta hiểu hai hay là ba cũng được, hai hay là ba cũng được. Hai là tỳ kheo hình thức và tỳ kheo nội dung. Còn ba là tỳ kheo á, là
khắc sĩ nè, là người nuôi mạng bằng cách đi trì bình khắc khắc thực, đó được gọi là tỳ kheo. Tỳ kheo thứ hai đó là người thọ cụ túc giới hay là tu lên bậc trên. Mà bà con chư Phật tử chúng ta đi chùa nhiều nhiều đó, thì chúng ta sẽ có chứng kiến và tham dự các cái buổi lễ tu lên bậc trên, hay là thọ cụ túc giới, hay là tu tỳ kheo đó. Thì thọ cụ túc giới, tu tỳ kheo đó là có thầy hòa thượng, có hai thầy yết ma và có một số vị tỳ kheo chứng minh. Thì tùy chỗ, tùy lúc, tùy hoàn cảnh điều kiện để có thể có nhiều tỳ kheo chứng minh hoặc là ít tỳ kheo chứng minh. Thì ít lắm nó cũng phải 5 vị. Và hai thầy yết ma đó nó tuyên ngôn 4 lần, gọi là gọi là tuyên ngôn 4 bận, tứ tác bạch tuyên ngôn. Thì sau đó đó là cái người đó được gọi là tỳ kheo. Và cái ý nghĩa thứ ba đó là rốt ráo bậc thánh được gọi là tỳ kheo. Còn nếu mà chúng ta tìm hiểu nhiều hơn nữa đó, tỳ kheo ta định nghĩa nhiều hơn nữa đó, thì trước khi mà trở thành bậc thánh đó, thì người đó phải là người đang đi trên con đường để trở thành bậc thánh hả? Thì người như vậy cũng được gọi là tỳ kheo. Như vậy nếu mà chúng ta lấy thêm nghĩa này nữa đó, thì tỳ kheo có 4 ý nghĩa vậy. Chứ còn kỳ thật ra thì xin thưa quý vị, tỳ kheo này ở trong chú giải đó, người ta định nghĩa có tới 26 nghĩa. Mà mình gói gọn lại đó, 4 nghĩa vậy là đủ rồi, làm để cho mình dễ nhớ. Một là khắc sĩ nè, hai là người tu lên bậc trên theo tứ tác bạch tuyên ngôn. Ba là người đang đi trên con đường để trở thành bậc thánh. 4 là bậc thánh. Thì khi mà có cái nghĩa thứ ba này đó, thì bậc thánh ở đây đó mình cần bậc thánh cao nhất, đó là a la hán. Vậy thì tỳ kheo mình hiểu có 4 nghĩa vậy đó. Hồi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, tỳ kheo hiểu theo 2 nghĩa cũng được, là tỳ kheo theo nghĩa hình thức và tỳ kheo theo nghĩa nội dung. Vậy thì tỳ kheo theo nghĩa hình thức đó là người thọ cụ túc giới theo tứ tác bạch tuyên ngôn, thì đó được gọi là tỳ kheo hình thức. Từ cái chỗ mình có cái hình thức tỳ kheo đó đó, trên mình mang bộ y nè, đắp tăng dạ lê nè, rồi khi thọ tỳ kheo dạy xong đó, bắt đầu ông thầy hòa thượng đó, ông mới dạy cho mình đó 4 bất cộng trụ nè. Rồi là tứ bốn cái loại quán tưởng nè, rồi là tứ thanh tịnh giới nè, rồi là hai loại thiền, là thiền định và thiền tuệ. Đó là ông thầy ông giáo giới dạy xong. Vậy thì khi mà mình đã có cái hình thức là tỳ kheo thành tựu rồi đó, thì thực hành theo cái lời dạy đó của ông thầy hòa thượng, thì thực hành theo lời dạy của ông thầy hòa thượng đó là mình phải thọ trì tứ thanh tịnh giới. Thọ trì tứ thanh tịnh giới thì tứ thanh tịnh giới là gì? Đầu tiên đó là biệt giải thoát thú thúc thanh tịnh giới. Mình còn gọi một cái từ khác đó là ba la đề mục xoa giới đó. Đó là 227 giới tỳ kheo cố gắng gìn giữ 227 giới đó. Thì 227 giới đó đó, nói gọn lại đó là cái gì?
Đó là khi mình đã có cái hình thức là tỳ kheo rồi thì lúc đó đó là mình phải thu thúc đó, đầu mình tay chân à, thu thúc kiểm soát gìn giữ đầu mình tay chân để sao đó mỗi mỗi việc làm mình làm nè, mỗi mỗi lời mình nói ra đó à, không có phương hại, không có làm hại đến bản thân của mình, không có phương hại, không có làm hại đến người khác. À, thu thúc à, hay là thọ trì à, tứ thanh tịnh giới là như vậy đó xin lỗi à, giới luật đó à, Đức Thế Tôn ngài đưa ra hay là ngài cấm chế giới luật đó dẫn đến bốn mục đích. Một à, là để người hành trì theo giới luật đó đó có thu thúc à. Thứ hai đó là để người có hành trì đó đó từ bỏ. Từ bỏ đây mình hiểu là từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si. Thứ ba là để người hành trì theo đó hướng đến biên tri. Biên tri tức là hiểu rõ ràng về danh và sắc. À, danh là gì? Sắc là gì? Hay là khổ đế là gì? Tập đế là gì? Diệt đế là gì? Đạo đế là gì? Và biên tri là vậy. À, thứ tư đó là người hành trì theo giới luật đó, đó hướng đến liễu tri. À, liễu tri ở đây mình hiểu đó là liễu đạt, liễu ngộ bốn chân lý. À, là khổ đế. Cái gì là khổ đế? Khổ đế nó biến hiện như thế. Khổ đế à, do cái gì mà có à, rồi tri tập đế diệt đế đạo đế. Người hành trì giới luật đó, hướng đến bốn mục tiêu vậy đó xin thưa à, do đó khi mà mình đã có cái hình thức tỳ kheo rồi đó à, thì bây giờ thọ trì tứ thanh tịnh giới đó đó để thu thúc cái tay nữa, thu thúc cái chân, thu thúc lời nói, thu thúc cái đầu. Hai câu đầu Đức Thế Tôn ngài giải đó, hạt tha sang gia tô pa đa sang gia tô qua cha sang gia tô sang gia tu tạm bộ. Đó là mình hiểu đó là mình phải kiểm soát nè, gìn giữ nè, thu thúc đầu mình tay chân, ta thu thúc toàn thân này đó à, như vậy thì chỉ cần một cái búng tay à, một cái lắc mình, một cái biểu môi, một cái lè lưỡi, một cái nhíu mày, vân vân, hoặc là một cái uốn éo gì đó à, mà không có đúng chỗ nè, không có đúng lúc nè, khiến cho người khác người ta bực bội khó chịu à, có thể người ta chê trách, thì mình nên thu thúc kiểm soát gìn giữ trở lại à, nhưng mà mình phải hiểu ha, là tại sao đó mình cần thiết phải kiểm soát, phải thu thúc, phải gìn giữ vậy. Đó là vì rằng nè, không có một cái hành động nào bằng thân bằng lời khi được thực hiện mà không có để lại một cái hậu quả cả. Một lời nói mình nói ra mà khiến người ta êm tai đó à, thì mình để lại một cái ấn tượng tốt cho người khác. Nhưng một lời nói ra đó mà khiến cho người ta chảy nước mắt đó thì là mình để lại một cái ấn tượng xấu cho người khác. À, một cái khạc nhổ tận hắn thôi mà không có đúng chỗ, không có đúng lúc nè, khiến cho người khác bực bội khó chịu đó, thì đó là mình để lại một cái ấn tượng xấu cho người khác. À, để lại một ấn tượng xấu cho người khác. Mà để lại một cái ấn tượng xấu cho người khác có nghĩa là gì xin thú vị?
là mình bị người ta ghét rồi đó. À, mình bị người ta cho vô số đen rồi đó, thì bị người ta ghét, bị người ta cho vô số đen này thì mình bất lợi hay là được lợi à? Bất lợi. Đây là cái quả khổ đó. À, thì cái quả khổ này là gì? Do nhân cái tầng hắn hay là cái khạc nhổ không đúng chỗ, không đúng lúc của mình đó. À, cho đừng có nói chi đến cái chuyện đó là mình đá người ta đó, hay là mình ăn cắp ăn trộm đồ của người ta đó, hay là mình nguyết nữa, mình gì đó, hay người ta này đại loại vậy. À, thì cái hậu quả nó còn nhiều hơn nữa. Do cái hậu quả xấu đó đó là mình chịu chứ không ai chịu thay mình cả. À, thì mình nhận ra được đó, cái là thấy máy tay chân nè. À, khạc nhổ không có đúng lúc đúng nơi nữa. À, ho cũng không có đúng lúc đúng nơi nữa. À, liếc mắt nè, nháy mày nè, le lưỡi không có đúng lúc đúng nơi nữa, khiến cho mình bị cái hậu quả. Điều đó có nghĩa đó là mình hiểu nè, do mình tạo nhân sai, nhân bất thiện, nhân xấu, cho nên tất yếu mình bị chịu cái quả khổ về sau đó. À, thì mình không có mong muốn là mình bị chịu cái quả khổ về sau đó, cho nên mình mới cam tâm tình nguyện kiểm soát, gìn giữ, thu thúc đầu mình tay chân. Để thu thúc đầu mình tay chân, mà thu thúc đầu mình tay chân có nghĩa là gì ạ? Là mình đang cố gắng tu tập chánh ngữ nè, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh mạng. Đó là tu tập ba chánh đó. Mà tu tập ba chánh này đó có được là vì do mình có chánh kiến, mình hiểu nhân quả nghiệp báo vậy đó. À, thì với những ai hiểu càng sâu sắc chừng nào, càng rõ ràng chừng nào, thì người đó, đó sẽ thu thúc, sẽ gìn giữ đầu mình tay chân nhiều bấy nhiều. Hiểu càng rõ ràng, thu thúc càng nhiều, thì người đó đó càng có tinh tấn nhiều hơn, người đó càng nhớ nhiều hơn, tâm người đó càng kiên cố nhiều hơn. Mỗi mỗi chánh đó, trong bát chánh đạo này nó hỗ trợ cho nhau. Thành tựu chánh đầu hỗ trợ dẫn đến thành tựu chánh tiếp theo. Dạ, tu tập bát chánh đạo đó xin thưa quý vị. À, thì khi nào đó mà mình hiểu theo bát chánh đạo vậy đó, thì bắt đầu đó là gì? Mới cam tâm tình nguyện, à, thu thúc gìn giữ cái tay, thu thúc gìn giữ cái chân, thu thúc gìn giữ lời nói, thu thúc gìn giữ đầu và mình, đầu và mình. À, thì khi mà thử hỏi bà con ha, chứ mình có thu thúc vậy đó, à, thì là lúc đó đó, à, mình sẽ ý thức được nè, sẽ hiểu rõ ràng được nè, cái gì cần làm đó thì mình sẽ làm, cái gì không cần làm đó thì mình sẽ không làm, cái gì cần nói đó thì mình sẽ nói, cái gì không cần nói mình sẽ không nói. Và lúc đó đó, nếu không có cái gì để làm, nếu không có cái gì để nói, thì mình sẽ giữ im lặng của bậc thánh, theo bậc thánh, theo cách của bậc thánh. À, thì giữ im lặng theo cách của bậc thánh là gì? Là an trú nội tâm của mình vào một cái đề mục nào đó. Samahito. Định tâm của mình vào một đối tượng, một đề mục nào đó. Với những ai đó mà thuần thục ở trong đề mục tứ vô lượng tâm, thì khi không có cái gì để nói, khi không có cái gì để làm, thì tâm của mình an trú ở trong từ bi hỷ xả. Với ai mà thuần thục quen ở trong niệm sự chết, thì khi không có cái gì để nói, không có cái gì để làm, thì lập tức tâm của mình an trú ở trong đề mục niệm sự chết. Ai mà quen thuần thục ở trong đề mục niệm hơi thở đó, thì khi không có cái gì để nói, khi không có cái gì để làm, thì lập tức người đó an trú cái tâm của mình ở trong đề mục hơi thở. Với những ai mà quen thuần thục ở trong tứ niệm xứ,
hoặc là niệm thân, hoặc là niệm thọ, hoặc là niệm tâm, hoặc là niệm pháp, thì người đó sẽ an trú cái tâm của mình ở trong các cái đối tượng này. Dạ, và một khi mà cái tâm định tĩnh, có định tĩnh an trú ở trong các cái đối tượng thiền đó, dù thiền đó đã đưa đến định hay là đưa đến tuệ đi nữa đó, thì nội tâm của người đó đó có sự hân hoan, xin thưa quý vị, có sự hân hoan, có sự hoan hỷ, có sự hài lòng vui ở trong đó. À, lúc nào mà bà con thấy mình quẩn quẩn không có cái gì để làm đó, à, bà con chúng ta ngồi đi, à, hoặc là đi kinh hành, hoặc là nằm cũng được. Thiền ha, có thể là thiền tọa, có thể là thiền ngoạ, và có thể đó là thiền đi, à, chứ đứng thì hơi khó. À, đi kinh hành nè, an trú cái tâm của mình ở trong một cái đối tượng nào đó. À, ngồi nè, an trú cái tâm của mình vào trong một cái đối tượng nào đó. Nằm, an trú cái tâm của mình vào trong một cái đối tượng nào đó. Khi đó chúng ta sẽ cảm nhận được, à, cái sự vui, sự hoan hỷ, sự hài lòng, sự thỏa mãn ở trong nội tâm của mình. Nếu mình tập nhẹ và cái mức định tâm của mình mà có thể đạt được đến cận định, à, hoặc là cao hơn đó, à, thì xin thưa quý vị, cái sự thỏa mãn, cái sự hân phấn nhiều, à, nhiều nhiều lắm, dạ, nhiều nhiều lắm. À, thì khi nào đó mà mình đạt được đến cái định tâm mà khiến cho nội tâm của mình đó, à, hoan hỷ vui vẻ nè, phấn khích nè, thỏa thích thỏa mãn vậy đó, đạt đến cái chỗ mà định tâm liên tục đó, à, thì khi đó có thể trở thành gì, à, đạt đến chỗ là gì, eco độc thân. Ở đây đó mình hiểu là gì? Không phải độc thân đó là mình sống mình, không có vợ, không có con gì đó được gọi là độc thân đâu. À, mà độc thân theo cái mạch văn kiểu này mình hiểu đó là ngồi một mình mà chỉ có một loại tâm thôi. Thì cái đó mới được gọi là độc thân. Mà ngồi một mình một loại tâm thôi thì thử hỏi bà con đó là cái trạng thái gì? Chỉ có nhập thiền thôi. Chỉ có nhập thiền thì mới một loại tâm nó sinh khởi liên tục được. À, chứ còn mà bình thường vậy nè, kể cả cái việc mà chúng ta an trú cái tâm của mình ở trong cái thiện pháp đi nữa đó, à, thì xin thưa quý vị đó là tâm của mình nó cũng sinh khởi rất là nhiều loại. À, sinh khởi rất là nhiều loại. À, ví dụ như bây giờ quý vị hoàn tâm toàn ý, à, lắng nghe chúng tôi thuyết pháp đi, à, thì chúng tôi thuyết pháp là tạo ra cái cảnh thinh, âm thanh đó. Thì cái lỗ tai của quý vị phải nghe, à, sau khi âm thanh này nó đi vô lỗ tai rồi thì bắt đầu nó mới đi qua một loạt các loại tâm khác nữa, à, đi vô lỗ tai cái đó thì là có cái tâm khai ngũ môn mở cửa ra cái để âm thanh này đi vô, âm thanh này đi vô cái là tâm nhĩ thức ranh đền để bắt cảnh âm thanh này. À, tâm nhĩ thức bắt cảnh âm thanh xong cái rồi bắt đầu qua tới là tâm tiếp thu, nó tiếp nhận cái âm thanh đó, à, rồi cái mới đến là cái gì, tâm quan sát, nó quan sát xem âm thanh đó là như thế nào, cái mới đến là phân đoán hay là đoán định, quyết định âm thanh đó đó là tốt hay là xấu. À, cái mới chuyển sang cho cái giai đoạn động lực để phân xử, à, nếu mà xấu thì là tâm xấu sanh lớn, nếu mà tốt, à, thì có thể là tâm tốt và tâm xấu sanh lớn, à, hoặc là tâm xấu sanh lớn để mà phân xử. Như vậy là chúng ta thấy có rất 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 là nhiều cái loại tâm chứ không phải một loại tâm. À, vậy thì độc thân ở đây mình hiểu đó là độc tâm, một cái tâm thôi. Nếu mà một cái tâm sanh lên được đó thì xin thưa quý vị đó là lúc chúng ta ngồi, à, lúc chúng ta nhập thiền, nhập sơ thiền, hoặc là nhị thiền, hoặc là tam thiền, hoặc là tứ thiền, hoặc là các cái tầng thiền, à, vô sắc giới, hoặc là thiền quả.
thánh quả định đấy, xin quý vị. À, thì khi đó tâm của mình mới sanh lên một loại, tâm của mình sanh lên một loại, à, thì chúng ta thấy cái nguyên cả một cái mạch văn liên tục ở trong cái đoạn kể này nhé. À, đó là cũng nương từ ở cái chỗ giới. À, giới ha, giống như một cái mảnh đất màu mỡ vậy đó, có thu thúc, có gìn giữ tam hành, từ chỗ có thu thúc, có gìn giữ tam hành đó đó, nó mới hỗ trợ khiến cho cái gì, thiền định, thiền tuệ sanh lên được. À, thì khi thiền định, thiền tuệ sanh lên được, nó bắt đầu mới hướng đến nhập thiền được. À, rồi nhập thiền, à, rồi à, đạt đến được cái trạng thái đó là độc thân vậy. Nhưng mà độc thân á, có thể đó là thiền nghiệp tế, thiền phàm đó, và có thể đó là thiền thánh, là thánh quả định đó. À, hoặc là à, thiền định đó mà của bậc thánh. À, giờ thì để đạt được đến cái trạng thái đó là gì, đòi hỏi người đó phải thành tựu cái pháp tiếp theo, đó là santusito. Yeah, santusito là trì túc. Yeah, trì túc. À, mà muốn có được pháp trì túc đó thì xin thưa quý vị đó, không phải dễ, không phải đơn giản đâu. Yeah, theo quý vị đó, trì túc dễ hay là khó? Khó chứ không dễ đâu. Trì túc là gì? Là bằng lòng với cái mình có. À, mà để bằng lòng được với cái mình có đó thì xin thú vị, trước hết là đòi hỏi mình gì, mình phải có tính nhẫn nại cái đó. À, mình phải thành tựu được cái sự nhẫn nại thì mình mới thành tựu được cái pháp tri túc. À, nếu mà mình không nhẫn nại được đó thì không không thể nào mà thành tựu được cái pháp tri túc. À, do đó đó là từ trên cái cơ sở của thiền định đó đó, à, dẫn đến nội tâm của người đó lắng dịu, à, giảm bớt đi cái sự ham muốn, à, lắng dịu giảm bớt đi cái sự ham muốn, dẫn đến không còn cái sự ham muốn, à, thì lúc đó mới thành tựu được cái pháp trí túc. Khi nào mà mình không còn sự ham muốn đó, thì lúc đó đó, à, mình mới cam tâm tình nguyện bằng lòng với những cái gì mình có. À, chứ không đó xin thú vị, khi nào đó mà mình chưa từ bỏ được hết cái lòng ham muốn của mình đó thì khó để mà thành tựu được cái pháp tri túc này lắm. À, khó mà thành tựu được cái pháp tri túc nữa. À, do đó đó đạt được, à, ở cái trạng thái đó là độc thân rồi, phải đạt luôn được ở cái trạng thái tiếp theo nữa đó là tri túc. Tri túc. À, và để đạt được cái pháp tri túc này đó, thì khi nãy chúng tôi nói đó là mình phải giảm bớt nè, dẫn đến chỗ không còn ham muốn. À, mà giảm bớt dẫn đến chỗ không còn ham muốn thì xin thưa quý vị, đó là bậc thánh đó. À, chỉ có bậc thánh đó thì là mới giảm bớt được lòng ham muốn, dẫn đến đó là không còn ham muốn. Bậc thánh tu đầu quần đó là giảm bớt được cái ham muốn. Trong tám tâm tham đó thì bậc thánh tu đầu quần đó là không còn bốn tâm. Dạ, tham là ham muốn đó, bậc thánh tu đầu quần giảm được bốn tâm. Rồi, giảm ham muốn vậy đó thì mới có trì túc. Đến bậc thánh A-la-hán đó thì chấm dứt hoàn toàn tám tâm tham đó, lúc đó không còn một chút mảy may chi chi cả lòng ham muốn. À, thì bậc thánh A-la-hán, bậc thánh tứ quả đó mới là người thành tựu trọn vẹn cái pháp trì túc. Santusito. Dạ, Santusito. Và đạt được đến cái trình độ hay là trạng thái này nè, thì đây chính là tỳ kheo ý nghĩa cao cả nhất. Dạ, chính là ý nghĩa cao cả nhất. Bây giờ xét trên cái góc độ ý nghĩa đó, thì người tại gia cư sĩ cũng có thể được gọi là tỳ kheo.
Nếu người tại gia cư sĩ mà đang đi trên con đường trở thành bậc thánh và trở thành bậc thánh. À, vậy thì cái chữ tỳ kheo ở đây mình hiểu đó ha. Hiểu cho rốt ráo đó. Là bậc thánh hay là bậc A-la-hán. À, cho nên để mà trở thành được bậc thánh hay bậc A-la-hán đó. À, thì buộc lòng mình phải đi qua con đường bát chánh đạo. Dạ, con đường bát chánh đạo. Thành tựu được chánh đầu hỗ trợ dẫn đến thành tựu chánh thứ hai. Và cứ như thế sẽ thành tựu hết được tam chánh. À, như vậy thì là không có cái cách nào khác ha, ngoài con đường bát chánh này để mình có thể xứng đáng ha, được gọi là tỳ kheo. Sau này mình học đến các cái phẩm khác như là Bà La Môn hay là Sa Môn đó, thì đi trên cái con đường này đó là mình sẽ xứng đáng được gọi là tỳ kheo, là Sa Môn, là Bà La Môn, là Pháp Trụ, là trưởng lão. Không có con đường nào khác cả. Do hiểu vậy đó thì ước mong bản thân chúng tôi cũng như toàn thể quý vị là cố gắng học hỏi tìm hiểu về cái con đường này cho rộng rãi sắc, rồi ứng dụng vào ở trong đời sống thường ngày. Thì khi đó như là chúng ta đang gieo duyên từ từ, đang gieo hạt. Gieo được nhiều hạt chừng nào thì tốt chừng đó. Đến một khi mà thuần thục rồi đó, thuần thục rồi đó, thì xin thưa quý vị, đạo giải thoát sẽ hiển bày hiển lộ. Thì mong tất cả chúng ta đều có thể đạt được điều này ở trong một ngày sớm nhất. Xin được chấm dứt thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 362 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Xin chia phần phước này đến tất cả chư thiên trong ba cõi. Mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin nơi chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt. Dạ, sa thú hành thay, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo, và con kính dâng mít đến sư. Phật tử sắp mang ra lăng ra khăn tu sắp bề đề quá ta sắp tất cả phương pháp có nên người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng cho sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho hóa của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa minh mật thượng tọa minh hạnh đại đức Minh Mẫn, đại đức Tịnh Đạt cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya Deva Ta Samti Vihara Vasini
thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa quan tu bu chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thể ra cha mát cha na wa ca cha vít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha de sa ga ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha la pu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng thầm ma qua răng qua tiếp cha tề sắp về pi đúc kha sa kha ron tu kha yang tha tu chi răng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha put ca la sang khổ hồ tu sa mắc ngô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp về pi thẩm ma cha ri nô vút thiên sâm pha phu nay ya ma thẩm ma ri ya ba quê đi tê. Dạ, chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm ơn xin xuống mic.